là phải chạy tới khám triệu chứng đó liền, để mình cảm nhận bằng cái tay á, với quan sát mắt nè, cảm nhận bằng tay nè, rồi thậm chí là có thể nghe nữa, nghe bằng tai nữa, nghe 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 bằng ống nghe ha. Cho nên bữa cô có kể rồi đó, nên là có một bệnh nhân mà hồi xưa cô học á là không có đầy đủ trang thiết bị như bây giờ đâu, nghe mà nghe tiếng tim á, là nghe bằng mắt cassette á, cái cuộn băng mà mấy em nghĩ hồi xưa mà có cái dây băng mà nó quay 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 nè, xong rồi tua tới tua lui để nghe tiếng tim, mà tới hồi nó nhả luôn, không còn nghe được tiếng tim luôn. Mà mua được cái băng đó mà nhà mình phải có máy nữa ha, mà hồi nó máy cầm tay thôi, có máy bằng y cái bằng tay vậy thôi nè, chứ còn không có điện thoại như bây giờ ha. Thì xong mới đi học tim mạch, cô nhớ rõ nhất là bệnh nhân hồi đó cô đi học nội năm thứ ba ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương gần trường ha. Thì có một bệnh nhân là ông bác sĩ của bệnh viện á, mới nói là bệnh nhân đó có tiếng T2, rồi bệnh nhân đó là suy tim. Là mấy em tưởng tượng là một lớp là 60 đứa ha, là 6 tổ, thì lúc đi nó là khoảng hơn một tổ, tức là gần mười mấy đứa. Thì xúm lại nghe có bệnh nhân đó là sau tới đứa thứ tư là ông không cho nghe nữa, bởi vì bệnh nhân mệt, bệnh nhân đau tim mà, bệnh nhân tim cho suy tim mà, cho nên bệnh nhân mệt, bệnh nhân không cho nghe nữa. Chị mình muốn nghe thực tế cái ca hở van hai lá là nó như thế nào ha, mà không thể nào nghe được, nghĩa là phải thay phiên nhau. Tới cái ngày hôm sau là phải vô năn nỉ là xin nghe cái tim, chứ còn không là bệnh nhân họ mệt là đã không cho nghe. Cuối cùng mình cũng không biết được cái tiếng hở trong hai lá là như thế nào luôn. Cho nên em sẽ thấy là cái lâm sàng nó cực kỳ quan trọng. Khi mấy em nghe, mấy em khám được rồi, mấy em đã tiếp xúc với từng từng đã từng thấy một bệnh nhân đó rồi, hoặc là mình khám phù chẳng hạn. Và đặc biệt những ca phù 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 nhiều thì không nói ha. Ví dụ mình gặp một ca hội chứng tận hư, những ca phù rất là ghê gớm thì mình không nói rồi. Nhưng có những cái ca mới phù nhẹ thôi, phù trước xương chày, phù nhẹ thôi. Hay như bệnh nhân bị viêm cầu thận cấp, hay những cái trường hợp phù rất là nhẹ, phù gọi là phù ít á, thì mình phải biết cách khám á. Mình ấn xương chày như thế nào, hay là mình phải đi rảo các cái khoa phòng để có những cái triệu chứng nào lạ mình ghi chép lại hết ha. Đó, rồi sau năm thứ tư á, thứ tư là bắt đầu mình phải học các bệnh học mặt bệnh, rồi những bệnh đó gồm những triệu chứng này, triệu chứng nào, thì mình tìm hiểu coi tại sao trong khoa nó cũng viêm dạ dày, mà cái ông này đặc biệt cái viêm dạ dày đó triệu chứng rất là mơ hồ. Ông này cũng viêm dạ dày, sao ông có nhiều triệu chứng như vậy, ông kia nhìn viêm dạ dày nhưng mà lại ít triệu chứng hơn. Đó, năm thứ tư là tập trung triệu chứng, mấy em khoan động tới điều trị đã. Mình rất là nôn nóng, mình rất thích điều trị, mình thấy bệnh lý đó là mình thích điều trị lắm, nhưng mà mấy em khoan đã, mình học theo từng bước một. Rồi đến cái năm thứ sáu là bắt đầu mình mới lớn xong và mình điều trị, bởi vì mình học mà nó vượt cấp như vậy là đôi khi mình sẽ hỏng một số kiến thức này mà, nghĩa là mình cứ đào sâu đào bới sau học kỹ. Thì cô nói cái quyển mà cô nói hồi là cái chị mà năm y 94 chị ghi lại á, là chủ yếu triệu chứng thôi, mặc dù lúc đó năm thứ sáu rồi, mà chủ yếu biện luận để ra đúng cái bệnh đó cái đã. Rồi ở dưới cái phần hướng điều trị là chỉ có vài cái bước để mình hướng điều trị thôi, để quan trọng là mình biết bệnh nhân trước mặt mình là bệnh gì, rồi sau đó mình mới hướng cái điều trị theo đó. Và tại sao cái ông bác sĩ ông giỏi, mà một ông bác sĩ thì càng giỏi thì càng đông bệnh, mà càng đông bệnh thì càng giỏi, bởi vì sao, ông tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân rồi. Thì ông sẽ điều trị nó nhiều kinh nghiệm hơn. Và một số cái trường hợp mà bệnh nhân đến với mình mà nặng mà nguy hiểm, thì cái quan trọng xử lý đầu tiên vẫn là xử lý theo kinh nghiệm. Đặc biệt những bệnh nhiễm khuẩn, mình sẽ thấy nè, bệnh nhân đến với mình trong trường hợp viêm nhiễm, nhiễm trùng, mà bây giờ mình chờ cái kháng sinh đồ, mình chờ cái cấy cấy cái dịch của bệnh nhân, cấy để ra kháng sinh đồ, thì coi như mình chờ cũng phải mấy ngày nó mới mới cái con vi khuẩn virus nó mới mọc lên, rồi phải làm kháng sinh đồ để coi nó còn nhảy với cái con vi khuẩn với nhóm kháng sinh nào. Thì đại đa số trường hợp người ta điều trị theo kinh nghiệm hết, và người ta ước lượng coi thử là con vi khuẩn này yếm khí, kỵ khí hay là sao, để người ta điều trị. Và thuộc cái nhóm gram âm gram dương, người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta sẽ điều trị theo cái kinh nghiệm đó đó. Và cô nói rồi, từng bước năm thứ ba là cứ tập trung học triệu chứng cho cô, học những cái thao tác, ví dụ học tiêm thuốc chích thuốc thì mình phải làm được những cái thao tác về điều dưỡng, mình phải làm được hết đó. Và không có suy nghĩ trong đầu là tiêm thuốc này nọ là của điều dưỡng nha, bởi vì bác sĩ vẫn phải làm được những việc này. Thế sau này mình ra trường có nhiều cô điều dưỡng đó, ôi thật ra cái ca này của tim, của ráng tim cũng được thôi, mặc dù tim thuốc là nhiệm vụ của điều dưỡng, nhưng mà cô nói bác sĩ ơi, ca này khó quá, bệnh nhân không hợp tác, mạch ven em không thấy, nhờ bác sĩ tim truyền giùm, là coi như mình lóng ngóng mình không làm được thì cũng không được,
cho nên ở cái từng giai đoạn mình phải học chắc từng giai đoạn đã, mà đừng nhảy bước nhảy ha. Đó, thì cô luôn luôn nói là như vậy. Chứ đi khi mà em đi làm thực tế lâm sàng em sẽ gặp rất nhiều trường hợp mà bắt buộc mình phải ra tay, với việc chích thuốc nè, rồi đặt thông nè, đó là mình phải làm được hết. Và khi mình làm được thì mình mới mới có thể là thể khẳng định được bản thân ha. Chứ còn không, nếu mình đã không làm được rồi là cả như mình cứ 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 cứ, cứ sợ cái là mình lại không dám làm cái khác được. Thì lưu ý cho cô từng giai đoạn là phải phải học theo từng giai đoạn, chứ đừng có nhảy bước nhảy ha, không có nhảy qua cái học cái khác đó. Cho nên là lưu ý. Và khi đi nội khoa là phải nắm chắc những bệnh lý, bởi vì ngoại khoa thì mấy em mổ ra, mấy em đoán, mấy em chẩn đoán dựa vào một số xét nghiệm, xong mấy em mổ bệnh nhân thì mấy em điều trị. Chứ còn nội khoa là đa số mình dùng thuốc, mình điều trị cho bệnh nhân, thì mình phải 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 chẩn đoán được một số bệnh lý về nội khoa ha. Cho nên mình sẽ thấy những người mà học nội giỏi, nội khoa giỏi là những người đã nắm về cơ chế sinh lý bệnh rất là tốt, và người ta phân tích vấn đề rất là logic luôn. Đó, ngày xưa mà cô mỗi lần mà cô nghe mấy thầy nội khoa mà bệnh bệnh án là nghe mà mê mẩn luôn. Nghĩa là mấy thầy đó rất giỏi, mà càng giỏi họ càng càng khó tính. Nên ở trường Y Sài Gòn là bộ môn nội khoa là bộ môn gọi là sát thủ luôn á, nghĩa là tốt nghiệp xong ra rồi thì mới tốt nghiệp nội khoa xong rồi mới tốt nghiệp ra trường đó. Còn những cái môn khác thì nó dễ dễ hơn một chút á, nhưng mà vì thầy cô khó cho nên bắt buộc mình phải học á, mình phải học thì mình mới giỏi được đó. Cho nên mấy em đừng có chủ quan là thầy cô dễ thì đôi khi lại điểm thì cao nhưng mà ra trường mình không làm được gì hết đó. Thì lưu ý cho cô như vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu cái bài đại cương chung đầu tiên là sinh lý bệnh quá trình viêm ha. Rồi, quá trình viêm. Viêm thì nghe rất là nhiều ha. Viêm họng, viêm da, viêm lỗ chân lông, rồi viêm móng, rồi viêm khớp, viêm dạ dày, viêm gan, viêm phổi. Hầu như tất cả các quan đều có thể bị viêm hết. Cho nên đây là một cái bệnh đại cương chung cho tất cả các cơ quan đều có biểu hiện viêm hết. Thì cái bài viêm này để mà em hiểu được khi mà có một cái ổ viêm xảy ra, có thể ổ nhỏ, ổ lớn, thì trong cái ổ viêm đó nó diễn ra những cái dấu hiệu gì tại cái ổ viêm thôi ha. Còn nếu như nó ổ viêm lớn thì nó sẽ biểu hiện toàn cấu trúc cơ quan nó đều bị ảnh hưởng hết. Còn nó biểu hiện toàn thân là sẽ biểu hiện từ ổ viêm nó ảnh hưởng đến toàn thân. Thì cái bài này để cho mình hiểu được là tại một cái ổ viêm nó sẽ diễn ra những cái thay đổi, những cái biến đổi nào. Còn tùy thuộc vào cái ổ viêm nó nằm ở cơ quan nào thì nó sẽ biểu hiện triệu chứng tại cơ quan đó. Ví dụ viêm da thì nó ảnh hưởng đến cái mô da này, rồi viêm dạ dày thì ảnh hưởng đến cái chức năng của dạ dày này, viêm khớp ảnh hưởng tới chức năng của khớp này, thì nó tại cổ viêm đó nó diễn ra những cái biểu hiện nào chung. Còn khi mình học từng cái hệ cơ quan thì nó sẽ biểu hiện của từng hệ cơ quan ha. Cho nên cái nội dung mục tiêu của bài này mình học các cơ chế biểu hiện của viêm. Thì có biểu hiện của viêm là có rối loạn vận mạch này, bạch cầu xuyên mạch này, các chất hoạt động này, rồi các tổn thương của viêm này, và mối hệ của quan hệ của phản viêm mặt cơ thể. Thì đây là những cái mục tiêu chung để mình hiểu được tại cổ viêm nó diễn ra như thế nào. Thì đối với bài viêm ha, thì mem có một cái bài thực hành, người ta gọi là thực hành viêm thực nghiệm. Mình sẽ tiến hành gây viêm ở trên con thỏ, và mem sẽ có cái bài thực hành này. Mình sẽ quan sát các hiện tượng, các biểu hiện diễn ra của quá trình viêm trên thỏ để mình biết được là khi mình tạo ra một cái ổ viêm thì nó sẽ có những cái diễn tiến nào tại cái vị trí cơ quan đó. Rồi, viêm thì là một bệnh lý rất phổ biến như cô nói rồi, hầu hết các cơ quan nào, bất kỳ cơ quan nào cũng thể bị viêm hết, có thể viêm hết. Và viêm thì luôn luôn nghe bốn triệu chứng ha, bao gồm bốn yếu tố: sưng, nóng, đỏ, đau. Có thể không đầy đủ là do nó không có đau tới mức độ, nó không có gây tổn thương tới mức độ gây đau nặng, nhưng nó có sưng, có nóng và có đỏ tại vị trí đó. Có thể đau là tùy thuộc vào ngưỡng đau, nhưng mà nó sẽ gây ra những cái yếu tố này: sưng, nóng, đỏ, đau là quá trình viêm ha. Viêm thì là yếu tố bảo vệ, bản chất sinh lý bệnh là viêm là yếu tố bảo vệ, bởi vì nó giúp cho gì, cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Nếu mà cơ thể không có phản viêm nữa, nghĩa là nó vào vi trùng, nó vào nó tấn công, nó làm gì ồ ạt ồ ạt, là rất dễ bị tử vong, có thể là chuyển biến nặng, gọi là yếu tố suy giảm miễn dịch ha. Thì nó rất dễ
sẽ tấn công vào các cơ quan trong cơ thể. Cho nên viêm là một phần bảo vệ giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Đó là về mặt sinh lý bệnh ha, sinh lý bệnh. Tuy nhiên nếu mà nó diễn ra một cách quá mức, ví dụ gây tổn thương hoại tử các cơ quan, hoại tử các tế bào tại cái mô cơ quan đó quá lớn thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan đó. Đó là vậy, viêm vừa là phản ứng có lợi vừa là phản ứng có hại ha, vừa phản ứng có lợi vừa phản ứng có hại nếu nó diễn ra quá mức. Về mặt lâm sàng thì viêm là có hại rồi, viêm gây ra sốt gây ra đau, tức là bắt buộc mình phải giảm phản ứng viêm đi. Cho nên là em thấy là vào viện là người ta cho có thể cho kháng sinh kháng viêm, hay là sốt đau là bác sĩ người ta hay cho kháng sinh kháng viêm, bởi vì sao người ta đánh giá đó là phản ứng có hại, bởi vì nó gây ra đau và sốt khó chịu cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên về mặt sinh lý bệnh thì viêm là phản ứng có lợi bởi vì loại trừ tác nhân gây bệnh, sửa chữa vết thương. Tuy nhiên mình đừng để xảy ra quá mức, cho nên cô luôn luôn nhắn là gì, đối với viêm mình phải theo dõi trước, không nên điều trị viêm ngay hay điều trị viêm ngay. Nếu như sức đề kháng cơ thể của mình có thể bảo vệ được cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh thì có thể nó chống lại được. Cho nên cái kinh nghiệm đối với cái việc mà chăm trẻ thì cứ đứa trẻ mà nó sốt á, thì mình cứ theo dõi 1 đến 3 ngày đầu cho uống thuốc hạ sốt, nếu nó sốt quá cao lau mát, nếu trường hợp mà nó thân nhiệt nó vừa vừa mà không cần uống thuốc hạ sốt, nếu sốt thân nhiệt sốt cao thì mình cho uống thuốc hạ sốt, cho tăng sức đề kháng, uống nhiều nước và mình theo dõi. Nếu trong 1 hay 3 ngày đầu thì những cái trường hợp mà sốt siêu vi nó sẽ tự khỏi, bởi vì siêu vi thì mình không dùng kháng sinh, cũng không không dùng kháng viêm, mình mà nó gì nó là do cái do cái tác nhân sức đề kháng trong cơ thể hay do những kháng thể được tiết ra thì nó có thể tiêu diệt được cái siêu vi. Còn nếu mà sau 3 ngày bắt đầu nó xuất hiện cái yếu tố bội nhiễm, ví dụ như ho thể ho nè, đàm nè, có triệu chứng đau nè, tức ngực nè, thì đó có thể là do những cái bội nhiễm vi khuẩn, thì lúc này là có dấu hiệu viêm viêm do vi khuẩn rồi thì mình mới can thiệp bằng kháng sinh thôi. Còn nếu những đứa trẻ mà nó sốt sốt nhẹ trong 3 ngày đầu thì mình cứ theo dõi và mình tăng sức đề kháng thôi ha. Đó là cái kinh nghiệm. Còn trường hợp lâm sàng là người ta hay cho kháng sinh ngay từ đầu, mặc dù là chỗ đó là nhiễm siêu vi, bởi vì siêu vi thì không điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên người ta cho kháng sinh để người ta ngừa phòng ngừa cái bội nhiễm vi khuẩn em ha, bởi vì bệnh nhân nhiều khi chủ quan á, bệnh nhân không có đi tái khám mà bệnh nhân chủ quan thì người ta cho luôn kháng sinh để ta ngừa cái bội nhiễm do vi khuẩn. Đó là cái tình trạng viêm ha. Rồi viêm là gì, đây là quá trình viêm. Em chờ cô xin. Đây ha, vậy viêm thì khi nào thì bị viêm, những cái tác nhân nè, vi khuẩn, virus, vi nấm, ký sinh trùng, cơ học, hóa chất độc, hay là những cái tổn thương tổ chức ở bên trong, ví dụ như chấn thương sang thương, chấn thương tai nạn hay dập nát mô, hoại tử tổ chức ở bên trong, hay là tế bào ống thận thiếu oxy cũng hoại tử ở bên hoại tử tổ chức ở bên trong, thì những cái yếu tố này nó sẽ gây ra tình trạng là tổn thương tế bào. Như vậy khi có tổn thương tế bào thì sẽ có phản ứng viêm xuất hiện. Bây giờ mình chỉ có một cái dầm đâm vào cái tay thôi, hay là một cái vết thương rất nhỏ ở trên da thôi thì nó vẫn xuất hiện phản ứng viêm. Nên cứ tưởng tượng mỗi con muỗi nó chích vào trong da của mình, tức là nó nhả dị độc tố từ cái vi khuẩn, hay là nó tạo một cái sang thương tại cái mạch máu chỗ đó, nó cũng sẽ xuất hiện phản ứng viêm sưng nóng đỏ đau lên. Tức là chỉ cần có tổn thương tế bào là sẽ xuất hiện phản ứng viêm. Tổn thương tế bào sẽ xuất hiện phản ứng viêm ha. Tổn thương tế bào sẽ xuất hiện phản ứng viêm ha. Thì biểu hiện có thể là sưng nóng đỏ đau hoặc rối loạn chức năng. Sưng nóng đỏ đau là biểu hiện tại chỗ. Rối loạn chức năng là cái cơ quan bị viêm đó nó sẽ bị ảnh hưởng tới chức năng của cơ quan đó ha. Thì như vậy chỉ cần có tổn thương tế bào là sẽ có hiện tượng viêm xuất hiện. Như hồi nãy nó gắn kết với cái biểu hiện triệu chứng, biểu hiện cái thiết tế bào ha, thiết bệnh lý tế bào ha, thì chỉ cần có tổn thương tế bào là sẽ bị bệnh, bệnh là do tổn thương tế bào ha. Thì như vậy ở đây nè,
chỉ cần có tổn thương tế bào là sẽ xuất hiện viêm, tức là có dấu hiệu bệnh lý rồi nha. Rồi khi tổn thương tế bào xảy ra thì nó sẽ xuất hiện tình trạng viêm cấp. Thì trong quá trình diễn tiến viêm cấp này, nó sẽ có quá trình lành vết thương. Nếu như lành vết thương, cái khả năng mà lành vết thương của cơ thể, tức là khả năng kháng lại tác nhân gây bệnh của cơ thể và tác nhân gây viêm nó vẫn còn diễn tiến, nghĩa là lúc này yếu tố cơ thể mình còn đang bị yếu thế hơn cái yếu tố gây viêm, thì nó sẽ có thể chuyển thành mãn tính. Chuyển thành mãn tính thì nó xuất hiện những cái u hạt, thì cuối cùng rồi nó cũng sẽ lành vết thương và nó khôi phục là hoạt động của cơ thể, có thể khôi phục hoàn toàn hoặc có thể để lại một số di chứng tùy cái quá trình diễn tiến của bệnh ha. Nhưng mà song song với quá trình viêm thì nó sẽ có luôn luôn có việc lành vết thương. Lành vết thương này có thể lành hoàn toàn, trở lại cấu trúc bình thường, hoặc là nó sẽ để lại một số cái tổn thương mà sâu hơn, nó chuyển thành mãn tính hoặc nó để lại di chứng. Thì tùy cái kết thúc của cái hiện tượng viêm đó ở cơ quan nào và tác nhân gây viêm như thế nào mà nó sẽ diễn ra quá trình viêm theo cái lộ trình này. Lộ trình này ha. Rồi khi mà bệnh nhân có dấu hiệu viêm xuất hiện, tức là bệnh nhân có biểu hiện là sưng nóng đỏ đau nè, có dấu hiệu tổn thương tế bào thì có dấu hiệu viêm. Bây giờ mình tìm hiểu thử nguyên nhân gây viêm này là gì, thì mình có nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong tức là nó bên trong cơ thể, nguyên nhân bên ngoài tức là bên ngoài tác động vào. Thì bên ngoài tác động vào có những cái nguyên nhân nào, thì hồi nãy mình nói nguyên nhân bệnh bệnh nguyên chung á, là sẽ có 5 nhóm đúng không, thì ở đây nguyên nhân gây ra viêm cũng có những nhóm như vậy. Ví dụ như cơ học, tức là sự chấn thương tác động làm dập nát mô, phá hủy tế bào sẽ gây ra chất gây gây viêm nội sinh ở bên trong cơ thể ha. Rồi những chất này sẽ tác động vào trong cơ thể, sẽ xuất hiện cái hiện tượng tăng tính thấm là diễn ra quá trình viêm. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân vật lý, là những cái nhiệt độ, những cái tia X nó làm gì tổn thương tế bào, thoái hóa protein của tế bào thì làm ảnh hưởng đến tổn thương những cái enzyme, và như vậy nó sẽ làm tạo ra những gốc tự do và sẽ gây phá hủy một số enzyme, có thể tổn thương ADN tùy, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Hóa học sẽ gây phá hủy tế bào này, rồi phong bế các enzyme này, rồi sinh học này là sẽ gây tạo ra cái đáp ứng miễn dịch, hoặc là tạo ra cái yếu tố gọi là những cái kháng nguyên kháng thể ở trong cơ thể, những cái dị vật ở trong cơ thể, những cái kháng nguyên ở trong cơ thể thì có vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm, là những cái tác nhân sẽ gây ra viêm ha. Rồi nguyên nhân bên trong là tình trạng thiếu oxy tại chỗ, ví dụ như tế bào ống thận sau này mình học về sinh lý thận, nó có tình trạng là thiếu oxy tại chỗ làm hoại tử tế bào ống thận, do tình trạng thiếu máu tới thận, thiếu oxy tại tế bào ống thận dẫn đến hoại tử tế bào ống thận. Rồi hoại tử mô, xuất huyết, một cái dấu hiệu xuất huyết ở bên trong tế bào, ở bên trong cơ thể ha, thì làm cho gây ra viêm, rối loạn thần kinh dinh dưỡng. Ngoài ra còn có phức hợp kháng nguyên kháng thể cũng gây ra viêm, thì những cái tác nhân này sẽ gây ra hoại tử tổ chức. Thì mấy em sẽ thấy là tác nhân bên trong với tác nhân bên ngoài ha, có thể từ cái tác nhân bên ngoài nó dẫn đến tác nhân bên trong kết hợp vào thêm nữa, nhưng mà sẽ tạo ra cái việc là ảnh hưởng đến tổn thương tế bào và dẫn đến hiện tượng là xuất hiện cái hiện tượng viêm. Thì như vậy chỉ cần có tổn thương tế bào sẽ xuất hiện cái hiện tượng viêm. Thì ở đây cái viêm thực nghiệm em sẽ thực hành, đó là mình tạo ra tác động một cái nhiệt độ trên cái da thỏ và gây ra viêm ha. Thì mình sẽ tiến hành thực nghiệm này trên thỏ. Trong cái bài thực hành sinh lý bệnh mình sẽ làm sau khi mấy em hết học lý thuyết và mình học ở trên phòng thí nghiệm ha. Rồi viêm tức là có nguyên nhân gây viêm, có nguyên nhân làm tổn thương tế bào, thì nó xâm nhập vào trong cơ thể và nó sẽ gây ra biểu hiện bệnh sinh như thế nào ha. Tác nhân gây viêm sẽ tác động vào và sẽ gây ra tình trạng co mạch. Thì cái tác nhân gây viêm này tác động lên tại chỗ, nó gây ra tình trạng co mạch. Tình trạng co mạch này sẽ diễn ra khá là nhanh chóng, cho nên trên thực nghiệm mình sẽ không quan sát được hiện tượng co mạch. Sau khi co mạch nó sẽ giãn mạch và tăng tính thấm bởi sự tăng tiết của các chất trung gian hóa học, do tế bào mast tiết ra, nó sẽ làm giãn mạch này và tăng tính thấm thành mạch, tức là bắt đầu thoát dịch vào trong chỗ viêm á, người tăng tính thấm ngay cổ viêm đó thôi chứ không phải tăng tính thấm toàn bộ giống như sốt xuất huyết em ha, nghĩa là tăng tính thấm tại cổ viêm đó thôi, giãn mạch và tăng tính thấm tại ổ viêm đó thôi, và huy động các tế bào thực bào này, các protein đến ổ viêm. Đó là cái quá trình viêm diễn ra ha. Thì đây cụ thể nè, cụ thể mình sẽ thấy ha, tác nhân gây viêm sẽ tác động lên tế bào mast,
tế bào mast này có nhiều ở da này, ở cái vùng cơ trơn nè, và nó sẽ tiết ra, kích thích tế bào mast tiết ra những cái chất trung gian hóa học, histamine, hóa ứng động bạch cầu, serotonin, leucotriene và prostaglandin. Thì đây là những cái chất do tế bào mast tiết ra, và những cái chất trung gian hóa học này sẽ tác động gây ra giãn mạch và tăng tính thấm thành mạch tại cái ổ viêm. Nhớ cho cô là tại ổ viêm thôi ha, nó sẽ tác động lên cái vị trí tại ổ viêm và nó sẽ gây giãn mạch và tăng tính thấm tại ổ viêm. À, thì cái vấn đề tăng tính thấm thành mạch là nó sẽ thấm tế bào vào ổ viêm và cả thành phần protein. Cả thành phần protein, và trong cái quá trình viên thực nghiệm nó sẽ quan sát cái việc mà thấm protein tới ổ viêm. Thì khi thấm protein tới ổ viêm thì tại ổ viêm này có những thành phần protein nào tham gia vào hệ bổ thể, tham gia vào quá trình đông máu và hệ kininin. Mỗi cái hệ này nó sẽ có đóng vai trò cho tham gia vào cái quá trình viêm ha. Rồi, và nó sẽ sinh ra cái chất có hoạt tính sinh học để bảo vệ cơ thể chống lại cái tác nhân gây viêm. Tức là có thể bắt giữ, có thể là giữ cái virus vi khuẩn hay giữ cái vật lại lại một chỗ để cho gì? Để cho cái vi bạch cầu tới thực bào dễ dàng hơn. Thì đó là cái vai trò của protein. Thì những cái chất này nó sẽ tham gia vào và nó giúp cho cái tạo ra cái chất có hoạt tính sinh học và giúp bảo vệ cơ thể. Thì như vậy, đây là cái cơ chế bình sinh của quá trình viêm ha. Sẽ tác nhân gây viêm nè, sẽ tác động vào tế bào mast và sản sinh ra những chất trung gian hóa học, trong đó có histamine, chất hóa ứng động bạch cầu tức là huy động bạch cầu tới ổ viêm, serotonin của tiểu cầu liên quan tới quá trình đông cầm máu, kia sửa chữa lành vết thương ha, leucotriene và prostaglandin nó sẽ tham gia vào quá trình tại cổ viêm gây giãn mạch và tăng tính thấm, và thoát protein và huyết tương và tế bào vào trong cổ viêm và sẽ gây ra tạo ra các hoạt chất có tính sinh học và giúp cho bảo vệ cơ thể nha. Thì đây là những cái tế bào được huy động tới ổ viêm, thì có tế bào bạch cầu này, thì có bạch cầu đơn nhân, bạch cầu đa nhân, bạch cầu ái to ái kiều. Thì tùy theo mỗi cái loại bạch cầu nó sẽ có vai trò tại ổ viêm. Như bạch cầu trung tính và đơn nhân thì thực bào này, đơn nhân thì chuyển thành đại thực bào để thực bào những cái mảng lớn này, bạch cầu trung tính thì thực bào bắt giữ những con vi khuẩn hay protein lạ, phân tử lạ ha. Ái toan thì kiềm chế độ chế phản phản viêm, bởi vì nếu mà xảy ra một cách quá mức thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là sẽ có hại cho cơ thể ha. Rồi tiểu cầu thì giúp đông tầm máu, đây là những vai trò của tế bào được huy động tới ổ viêm ha. Rồi những cái hệ thống bổ thể thành phần protein được thấm vào ổ viêm thì có vai trò gì? Thứ nhất là bổ thể thì có vai trò là diệt khuẩn nè, sản xuất ra những cái sản phẩm phụ như là C3a, C5a, làm hóa ứng động bạch cầu nè và tăng có huy động bạch cầu tới ổ viêm. Rồi đông hệ thống đông máu thì ngăn tác nhân xâm lấn vào những vị trí khác á, nghĩa ngăn cái hiện tượng phát tán của tác nhân, rồi giữ vi khuẩn ở cái nơi nơi nơi, nơi ở một nơi giữ 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 lại một nơi để cho thực bào dễ dàng hơn, và đặc biệt là tạo khung để sửa chữa lành vết thương. Thứ ba là hệ kininin là gây giãn mạch, cho nên nó sẽ ngoài ra nó còn tác động gây đau này, co thắt cơ trơn mạch máu này, tăng tính thấm mạch và tác động lên hóa ứng động. Thì đây là những vai trò của các cái thành phần protein đến ổ viêm. Thì để cho mấy em nắm cái này để mấy em giải thích cái cơ chế bình sinh của cái quá trình viêm dễ dàng hơn ha. Khi mình quan sát hiện tượng trong viên thực nghiệm á, mình sẽ thấy là những cái hiện tượng nó xảy ra và mình giải thích cơ chế nha. Rồi, thì tại ổ viêm với sự tiết của chất trung gian hóa học, histamine, các hóa ứng động, serotonin, leucotriene, prostaglandin nó sẽ vào ổ viêm và gây giãn mạch, tăng tính thấm với các tế bào và thành phần protein, thì nó sẽ gây ra những biến đổi như thế nào tại ổ viêm. Thì tại ổ viêm nó sẽ gây ra tình trạng rối loạn về hoạt động tuần hoàn, rối loạn về chuyển hóa, tổn thương mô, tăng sinh tế bào và lành vết thương. Như vậy tại ổ viêm nó sẽ có chủ yếu bốn cái diễn đạo diễn bốn cái biến đổi này: rối loạn tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa, tổn thương mô, tăng sinh tế bào và lành vết thương. Thì sẽ ra hoạt động tại ổ viêm, cô đang nói ổ viêm thôi ha. Rồi thì trong cái rối loạn tuần hoàn, đây là một trong những biểu hiện đầu tiên và biểu hiện nhiều nhất tại ổ viêm. Thì thứ nhất là rối loạn vận mạch. Rối loạn vận mạch khi có tác nhân gây viêm gây tổn thương tế bào, nó sẽ xuất hiện rối loạn tuần hoàn, và rối loạn vận mạch là diễn tiến đầu tiên. Từ cái rối loạn vận mạch này nó sẽ tạo thành cái hình dịch rỉ viêm, bạch cầu sẽ xuyên mạch và tiến hành thực bào. Thì đây ha,
khi có tác nhân gây viêm, gây tổn thương tế bào ha, thì nó sẽ dưới tác động của cơ chế thần kinh nè, phản xạ thần kinh, nó sẽ gây co mạch. Và cô nói rồi, cái giai đoạn co mạch là giai đoạn rất là nhanh chóng ha, và mình sẽ không có không thường đi thực nghiệm, mình sẽ không quan sát được thời kỳ co mạch. Thì sau khi co mạch rồi bắt đầu có sự sản xuất của các chất trung gian hóa học từ tế bào mắt, nó sẽ gây ra gì? Giãn mạch, tăng tính thấm ha, thì gây xung huyết động mạch, xung huyết tĩnh mạch. Thì xung huyết động mạch này sẽ hình thành dịch trĩ viêm. Cho nên tại ổ viêm nó sẽ có một ít dịch ha, hình thành dịch trĩ viêm, và nó sẽ gây ứ trệ tuần hoàn tại cổ viêm đó, ứ trệ tuần hoàn tại ổ viêm. Và ứ trệ tuần hoàn này, và cái việc ứ trệ tuần hoàn, mấy em biết rồi, dòng máu đang chảy xong rồi mình gì mình ứ trệ nó lại một vị trí thì nó gây ra tình trạng là rối loạn chuyển hóa, mà rối loạn chuyển hóa thì sẽ gây ra sinh ra những cái chất dư thừa như H cộng và gây tình trạng nhiễm toàn. Thì cô sẽ đi cụ thể một số ít nè. Đây là cái mạch máu bình thường ha, đây là máu tổ viêm, mình sẽ thấy nè, nó xung huyết ha, rất nhiều mạch máu tới nè, và nó sẽ tăng tính thấm ra bên ngoài. Đây là máu chảy đúng không, thì nó sẽ tăng tính thấm ra bên ngoài, và tế bào và thành phần protein được tăng tính thấm ra bên ngoài hết trơn nè. Xung quanh cái mạch máu là thoát dịch ra, thoát tế bào ra khỏi cái mạch máu, mình thấy không? Và tình trạng viêm và bình thường nó sẽ khác nhau là cái mạch máu ở ngoài tế bào không bao nhiêu, là đây là mạch máu được thoát ra bên ngoài rất nhiều nè ha. Rồi rối loạn vận mạch thì cái co mạch cô nói rồi là do phản xạ thần kinh ha, và nó sẽ gây ra, nó sẽ diễn tiến nhanh thôi, mình ít quan sát được. Và cái xung huyết động mạch nó tạo điều kiện cho thực bào. Xung huyết động mạch tĩnh mạch thì giúp cho dọn sạch cái ổ viêm ha, và sửa chữa, giống như là cô lập và sửa chữa cái vết thương, không cho cái tác nhân gây la lây lan. Sau đó ứ trệ tuần hoàn tại ổ viêm để khu trú cái vết thương lại, và đặc biệt là tăng cường quá trình sửa chữa. Thì như vậy cái rối loạn vận mạch này gồm có bốn cái diễn tiến: thứ nhất là co mạch, xung huyết động mạch, xung huyết tĩnh mạch và ứ trệ tuần hoàn tại cổ viêm. Và cái việc xung huyết động mạch nó sẽ giúp cho cái yếu tố đó là tăng cái áp lực thủy tĩnh tại cái vị trí ổ viêm, và kết hợp với tăng tính thấm, cho nên nó hình thành cái dịch trĩ viêm. Dịch trĩ viêm này là thực sự ra là những chất nước, chủ nước, và những chất hữu hình hoặc là chất hòa tan. Có thể trong cái dịch trĩ viêm này nó có thể có xác bạch cầu, có thể có xác vi khuẩn, có thể có máu, có thể có nước đó, có thể có protein, cho nên là có thể gồm có nhiều thành phần. Và từ cái dịch trĩ viêm này mình có thể chuẩn đoán ra yếu tố nguyên nhân ha. Cho nên có một số trường hợp người ta phải chọc rút cái dịch viêm ra để người ta định 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 lượng, hay là định tính cái thành phần trong ổ viêm để người ta đánh giá là dịch trĩ viêm là do nguyên nhân gì. Thì do cái quá trình là cơ chế của hình thành nên cái dịch trĩ viêm là do tăng áp lực thủy tĩnh ha, do việc xung huyết động mạch nè, tăng áp lực thủy tĩnh và kết hợp với tăng tính thấm thành mạch, cho nên là nó hình thành là cái dịch tại ổ viêm ha. Đó. Thì dịch ổ viêm có thể có nhiều thứ là nước, thành phần hữu hình như xác bạch cầu, xác vi khuẩn ha, và thành phần hòa tan thì có thể có protein ở trong dịch trĩ viêm. Rồi thì sau khi tăng tính thấm và có những cái chất hóa động mạch cầu thì nó sẽ huy động mạch cầu đến ổ viêm. Thì những chất hóa động mạch cầu này có nhiệm vụ là kích hoạt để đưa cái mạch cầu đến ổ viêm nhiều hơn ha, đưa mạch cầu đến ổ viêm nhiều hơn. Thì cái mạch cầu xuyên mạch để đến ổ viêm đó là do tăng tính thấm nè, nên thoát thoát mạch và máu chảy chậm lại, mạch cầu rơi qua khỏi vòng trục và gì vào cái ổ viêm. Để cô lấy một cái video để cô cho mấy em xem là cái việc di chuyển của mạch cầu. Mấy em chờ cô xíu. Em coi ha, đây bạch cầu nó xuyên mạch nè, nó xuyên mạch hôm đó gì thực bào bắt chữ đó ha. Thì đó là hoạt động của bạch cầu, đó giúp cho cái việc mà
thực vào dễ dàng hơn. Thì cái hóa ứng động bạch cầu là chắc chắc hóa ứng động bạch cầu là có nhiệm vụ là gì? Giúp cho bạch cầu đến ngụy viêm một cách dễ dàng hơn nha. Mình chờ sư cô trở lại cái kia. Rồi, thì bạch cầu xuyên mạch chủ yếu là do cái hiện tượng tăng tính thấm và những cái chất mà hóa ứng động bạch cầu ha, thì nó sẽ giúp cho bạch cầu đến ổ viêm một cách dễ dàng hơn và thực bào dễ dàng hơn. Trong giai đoạn viêm cấp thì giai đoạn đầu chủ yếu là tăng bạch cầu đa nhân trung tính ha, 6 đến 24 giờ đầu. Tiếp theo sau đó là monocyte sẽ tăng lên và sau đó là lymphocyte. Cho những trường hợp mãn tính thì lymphocyte nó hay tăng cao mấy em ha. Rồi, đáp ứng tại ổ viêm thì có sưng nóng đỏ đau. Thì cái dấu hiệu sưng nóng đỏ đau này là do những cái yếu tố trong không gian hóa học nó sẽ tác động vào. Ví dụ như sưng nóng đỏ đau này do giãn mạch và tăng thấm đúng không? Sưng nóng đỏ này là những chất trong gian hóa học này, histamine nè, prostaglandin nè, leucotriene nè, bradykinin nè và PIF. Thì đây là những cái chất mà gây ra tình trạng giãn mạch và tăng tính thấm. Tổn thương tổ chức là những enzyme sản phẩm của bạch cầu hay là đại thực bào, những tế bào viêm khác. Bệnh nhân bị sốt, đau là có dấu hiệu liên quan tới sản phẩm bổ thể, và đặc biệt lưu ý cái sốt là nó có prostaglandin ha, và những cái chất là interleukin này nó sẽ làm tác động lên cái trung tâm điều nhiệt gây sản sinh ra chất gây sốt nội sinh ha. Thì trong đó có interleukin này thì nó sẽ làm cho tạo ra cái kích hoạt vào cái điểm điểm điều nhiệt ha, và nó sẽ làm thay đổi cái nhiệt độ và sẽ gây ra sốt. Thì cái biểu hiện của viêm có thể là bệnh nhân có sốt á, là do những cái chất trung gian hóa học này nó gây nên. Thì đặc biệt chú ý theo cô là prostaglandin, interleukin, bởi vì nó sẽ làm cho tác động vào cái chất gây sốt nội sinh và nó làm thay đổi điểm điều nhiệt ở trên cơ thể ha. Rồi những chất hóa ứng động bạch cầu thì đây là những chất hóa ứng động bạch cầu ha, và nó sẽ gây ra để thể giúp cho việc huy động bạch cầu đến ổ viêm một cách dễ dàng hơn. Thì mấy em tham khảo những cái chất hóa ứng động bạch cầu này nha. Thì có hoạt động bổ thể này, C3a, C5a này, hay là leucotriene này, prostaglandin này. Thì đây là những cái chất hóa ứng động bạch cầu mà được huy động, được tế bào mast tiết ra để mà gì huy động tới ổ viêm ha. Rồi bạch cầu sau khi đến ổ viêm thì sẽ tiến hành quá trình thực bào. Thì như hồi nãy mấy em thấy rồi ha, thì nó sẽ diễn ra quá trình thực bào gồm có 5 bước nè: nhận biết, tín hiệu bám dính nè, thực bào nè, tạo thành túi nè, túi xong rồi về hợp nhất túi với thi thể này và xong nó tiêu hủy đối tượng. Thì đây là những cái bước cái quá trình thực bào ha. Thì mình nhớ cho cô chỗ này, một số yếu tố nó sẽ làm thay đổi cái khả năng thực bào, ví dụ làm tăng cường thực bào và ức chế thực bào. Thì mấy em lưu ý ha, ví dụ nhiệt độ nè, pH này, huyết tương này, hay là một số chất như caffeine hay là corticosteroid này, corticoid này, thuốc ngủ, thuốc mê. Thì mấy em lưu ý những cái chất này, những cái chất có thể làm ức chế quá trình thực bào hoặc có thể làm tăng cường quá trình thực bào ha. Rồi cái rối loạn thứ hai trong cái rối loạn của viêm đó là rối loạn chuyển hóa ha, rối loạn chuyển hóa. Như vậy mình xong có rối loạn tuần hoàn tại ổ viêm thì sẽ diễn ra quá trình gì? Vận mạch, hình thành dịch tễ viêm, bạch cầu xuyên mạch và cuối cùng là thực bào. Thì bây giờ cái những cái rối loạn chuyển hóa tại ổ viêm thì cả cái rối loạn chuyển hóa glucid, protic và lipid đều bị ảnh hưởng hết. Rối loạn chuyển hóa glucid thì đây là một cái nguồn năng lượng chủ yếu cho quá trình viêm. Chủ yếu trong quá trình viêm, bởi vì nó sản sinh ra ATP và cung cấp cho cái hoạt động của thực bào, hoạt động chuyển hóa của trong tế bào. Cho nên là nguồn năng lượng chủ yếu của quá trình viêm là glucid. Một trong những nguyên tắc là mình không được sử dụng những thuốc ức chế glucid trong khi bị viêm, bởi vì nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới nguồn năng lượng và như vậy nó sẽ không có huy động được bạch cầu, huy động cái quá trình thực bào diễn ra, và nó sẽ không có cái hiện tượng mà thực bào sửa chữa và làm vết thương đối với cái trường hợp bệnh nhân bị viêm ha. Thì mình lưu ý là cái nguồn glucid là nguồn năng lượng chủ yếu cho quá trình viêm. Khi viêm thì có những chất trung gian hóa học gây sốt như prostaglandin hay là interleukin thì nó sẽ gây ra sốt, và sốt thì tăng chuyển hóa sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng và sử dụng gluco nhiều. Mà khi sử dụng gluco nhiều tức là có hình tượng rối loạn chuyển hóa và nó sẽ sản sinh ra những cái chất bài tiết, trong đó có H cộng, và nó sẽ gây ra tình trạng nhiễm toan do dư H cộng ở trong máu. Cái phần này mình sẽ học trong cái rối loạn toan kiềm, thì đang môn sẽ mời một bác sĩ chuyên trong cái hô hấp và khí máu động mạch để mà mình dạy cho mình, đó là bác sĩ Minh đến bệnh viện Đà Nẵng.
thì người ta sẽ dạy cho mình cái tình trạng nhiễm toan, nhiễm kìm, và cái rối loạn chuyển hóa glucose là một trong những cái nguyên nhân sản sinh ra nhiều H cộng, và nó sẽ gây ra tăng H cộng và nó sẽ gây ra tình trạng nhiễm toan ở trong máu ha. Thì trong quá trình viêm vẫn có thể gây ra tình trạng nhiễm toan do rối loạn chuyển hóa glucose. Thì từ cái rối loạn chuyển hóa glucose sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid đi kèm theo trong cái quá trình chuyển hóa của cơ thể ha, và nó sẽ gây ra ứ động một số chất, và đặc biệt tại ổ viêm nó sẽ có tình trạng này tăng cái axit arachidonic và làm cho tác động lên prostate, tạo ra prostaglandin, và nó sẽ gây ra sốt giãn mạch rồi rối loạn vào mạch tăng lên, và rối loạn chuyển hóa thì kèm theo tăng lên luôn. Như vậy từ chuyển hóa lipid nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng viêm kéo theo ha. Và cái rối loạn cuối cùng đó là chuyển hóa protic, thì chủ yếu là do những cái hoạt tính của enzyme nó ảnh hưởng ha, và nó sẽ gây ra dư ứ động một số axit amin hay là polipeptide ứ động ở trong cơ thể. Thì đây là cái sơ đồ tóm gọn lại những cái tiến hóa tại ổ viêm. Cô đang nói tại ổ viêm thôi ha. Thì tại ổ viêm nó có thể rối loạn chuyển hóa và glucose nè, protic và lipid, thì hậu quả có thể dẫn đến là gây ra chuyển hóa kỵ khí nè, rồi giữ động axit lactic, pH giảm nè, rồi tình trạng rối loạn chuyển hóa glucose nó sẽ lipid nó sẽ ứ động axit béo thể cetone nè, và axit amin polipeptide do rối loạn chuyển hóa protic gây ra. Thì đây là những rối loạn chuyển hóa tại ổ viêm, và đặc biệt chú ý cho cô là glucose là cái nguồn năng lượng chủ yếu để cung cấp cho cái phản ứng viêm, và đặc biệt là quá trình thực bào. Cho nên là mình tại ổ viêm là mình không có ức chế chuyển hóa glucose ha. Có một số cái thuốc hay là một số cái nguyên nhân làm giảm ức chế cái chuyển hóa glucose thì em lưu ý. Rồi cái tổn cái biểu hiện thứ ba trong cái quá trình viêm đó là tổn thương mô. Tổn thương mô thì thực ra cái tổn thương mô này sẽ có hai dạng, có thể tổn thương mô nguyên phát, tổn thương mô thứ phát. Nguyên phát tức là nguyên nhân gây viêm tác động vào gây tổn thương cơ thể. Thứ phát tức là do cái những cái cường độ của nguyên nhân gây viêm mạnh hơn, hoặc là do phản ứng cơ thể, tức là khi đã vào trong cơ thể rồi. Cái tổn thương thứ phát nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái phản ứng của cơ thể, hoặc là nhiều phụ thuộc vào cường độ của tác nhân gây viêm. Thì em lưu ý ha, tổn thương thì có thể tổn thương nguyên phát là do nguyên nhân gây viêm, còn thứ phát là phụ thuộc vào cường độ của nguyên nhân mạnh hay nhẹ, độc hay không độc, rồi mức độ phản ứng cơ thể có sức đề kháng tốt hay không, thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố này, là có tổn thương thứ phát nhiều hay ít ha. Song song với quá trình tổn thương thì nó sẽ có quá trình lành vết thương, tăng sinh tế bào và lành vết thương. Cho nên ngay từ khi có tổn thương mô nguyên phát thì nó sẽ xuất hiện ngay cái quá trình tăng sinh tế bào và lành vết thương ha. Tùy theo cái mức độ tổn thương, tùy theo cái nguyên nhân gây viêm, và tùy theo cái phản ứng cơ thể mà cái sự lành vết thương này sẽ kéo dài hay là nhanh chóng ha. Và cái hiện tượng phục hồi của cái việc mà lành vết thương này cũng phụ thuộc vào những yếu tố này. Có thể phục hồi hoàn toàn, được tái tạo hoàn toàn và không để lại một di chứng gì hết, hoặc là một số cái mô nhu mô được thay thế bằng mô sơ, mô sẹo, thì nó sẽ để lại di chứng ha, là tùy những cái thăng thương viêm này gây ra. Rồi từ viêm cấp có thể dẫn kéo dài dẫn đến viêm mạng, một số trường hợp do đáp ứng miễn dịch, những dị vật, vi khuẩn, hóa chất, vật lý nó kéo dài và đáp ứng miễn dịch không thành công thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là viêm mạng. Hoặc là ngay từ đầu như một số con vi khuẩn nó có lớp vỏ lipid dày như là lao giang mai, phong, thì là tình trạng viêm mãn luôn á, tình trạng viêm mãn tính luôn. Và đặc điểm của tình trạng viêm mãn tính đó là thẩm nhuộm tế bào đại thực bào, bởi vì em biết rồi ha, khi mà viêm mãn tính thì cái sang thương và những cái ổ viêm nó sẽ bự hơn, và như vậy thì bạch cầu nó sẽ không có, bạch cầu đơn nhân nó sẽ không có vai trò thực bào những cái ổ viêm lớn như vậy, thì đại thực bào nó sẽ có nhiệm vụ là tạo thành những tế bào khổng lồ ha, thì nó sẽ thực bào những cái mảng to hơn. Cho nên là đặc điểm chỗ này là thẩm nhuộm đại thực bào và lympho bào là như vậy. Rồi phản ứng viêm, viêm là phản ứng có lợi ha, xét về mặt sinh lý bệnh là phản ứng có lợi, bởi vì giúp loại bỏ tác nhân gây viêm. Tuy nhiên thì nó ảnh hưởng đến một số cái cơ thể, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi bởi cái gọi là phản ứng cơ thể, thì người ta gọi là trạng thái tâm thần kinh. Ví dụ như những cái người mà người già yếu này thì phản ứng viêm sẽ yếu hơn trẻ, cho nên là cái đáp ứng của cái người già nó cũng yếu hơn trẻ ha. Và cái quá trình thực bào cũng giống như là dịch rỉ viêm, nó cũng ảnh hưởng đến trạng thái tâm thần kinh. Rồi yếu tố nội tiết thì tuyến yên, tuyến thượng thận, và những cái yếu tố nội tiết này có thể làm tăng phản ứng viêm hoặc là giảm phản ứng viêm. Cho nên họ hay nói cái dịch COVID ha, đối với người khỏe mạnh
thì là gì, nó có thể làm tăng phản ứng viêm một cách quá mức, và nó sẽ gây ra tình trạng là giống như là sốc phản vệ hay là một số phản ứng do cái viêm viêm quá mức gây ra. Còn đối với những người già thì viêm viêm yếu hơn, viêm yếu hơn thì nó lại tạo điều kiện cho những cái tác nhân khác bùng phát. Thì đó là tùy vào cái yếu tố miễn dịch của phản ứng của cơ thể mà làm cho phản ứng viêm tăng hay giảm, tăng hay giảm. Và nó cũng có hai mặt, phản ứng viêm tăng thì nó sẽ giúp loại bỏ tác nhân tốt hơn, tuy nhiên tăng quá mức thì nó lại gây gây hại, bởi vì nó tổn thương cấu trúc của cơ thể. Phản ứng viêm yếu thì lại không loại bỏ được tác nhân gây bệnh, nhưng mà điều gì, nó lại sẽ dẫn đến tình trạng là cái việc mà các cái đáp ứng nó lại chậm hơn ha, chậm hơn. Rồi, ý nghĩa sinh học của viêm thì viêm là vẫn có lợi ha. Nếu xảy ra quá mức thì sẽ gây nhiều cái rối loạn và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Cho nên đối với phản ứng viêm thì cô luôn luôn nhắc là theo dõi khi ở phản ứng viêm và chỉ can thiệp khi cần thiết. Cho nên có một số bạn sẽ hỏi là một số trường hợp như viêm viêm ở bên trong á, thì mình có theo dõi và mình điều trị được hay không, thì tùy trường hợp. Ví dụ như mình hỏi nhiễm trùng tiết niệu thì có phải theo dõi hay để điều trị hay không, thì mới sẽ thấy là những trường hợp nhiễm trùng tiết niệu ha mà không phải do vi khuẩn thì mình vẫn có thể gì cho bệnh nhân uống nước nhiều, tăng sức đề kháng, bệnh nhân đi tiểu nhiều hết, cái việc mà loại bỏ và chất thải, cái việc mà khu trú những cái chất ở trong 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 bàng quang, giúp cho cái việc là bài tiết nhiều, thì nó vẫn có thể là một trong những cái yếu tố để mà loại bỏ tác nhân gây viêm ha. Nhưng trong trường hợp mà mình không thể nào theo dõi được bệnh nhân, và bệnh nhân là cái việc mà bệnh nhân ở Việt Nam mình đi hẹn đi tái khám là gần như là đã bớt rồi, là không bao giờ đi tái khám hết. Đôi khi những cái tái khám rất cực kỳ quan trọng, nhưng mà bệnh nhân thấy khỏi rồi cho bệnh nhân cũng không đi tái khám. Đôi khi công việc nó cứ trôi đi rồi cuối cùng bệnh nhân cũng không đi tái khám, thì mình sẽ gọi là dự phòng. Trong trường hợp mà bệnh nhân không đi tái khám và bệnh nhân không theo dõi bệnh thì người ta hay dùng thuốc để dự phòng những trường hợp đó. Cho nên thấy nhiễm CV thôi mà vẫn sử dụng kháng sinh là một trong những yếu tố dự phòng ha, dự phòng. Rồi nguyên tắc xử lý phản viêm là không sử dụng và không giảm phản viêm mà corticoid ha, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt phản của cơ thể. Chườm lạnh, bởi vì khi chườm lạnh nó sẽ làm cho tình trạng co mạch, và như vậy nó sẽ không có huy động được bạch cầu, cũng giống như những cái chất protein để đến ổ viêm được, gây co mạch mà, cho nên nó sẽ không có huy động được những cái chất đó đến ổ viêm, và như vậy phản ứng viêm nó sẽ bị hạn chế, bọn phản thực bào sẽ bị hạn chế ha. Rồi ức chế chuyển hóa glucid của nó, rồi glucid là một cái chất rất là quan trọng cung cấp năng lượng cho quá trình viêm cũng như quá trình thực bào, cho nên mình không được dùng thuốc ức chế glucid. Rồi để phản ứng diễn ra tự nhiên và kết thúc tự nhiên ha, và đặc biệt là tìm ra nguyên nhân điều trị phản ứng viêm chứ không phải điều trị triệu chứng. Cho nên cô hay kể mà cứ sốt có dùng thuốc hạ sốt, đau có dùng thuốc giảm đau, nhưng mà không tìm hiểu ra cái nguyên nhân gây đau đó là gì á. Ví dụ bệnh nhân đau bụng cái dùng thuốc giảm đau, trong đó nhiều khi có một số cái thuốc bệnh nhân cũng cho luôn, nhà thuốc người ta cho luôn kháng sinh chẳng hạn, đó là giấu triệu chứng đi, cái thậm chí bệnh nhân viêm ruột thừa mà không biết ha. Cho nên mình phải luôn luôn tìm ra nguyên nhân gây đau, mình hỏi thêm, khai thác bệnh sử thêm để mình coi thử là có rơi vào những cái nguyên nhân nguy hiểm hay không ha. Thì thôi mình kết thúc hết cái bài hết cái bài sinh lý bệnh quá trình viêm ha. Cũng đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Chiều em có học không? À, dạ cô, hình như cô dạy tiền lâm sàng đúng không cô? Có dạy tiền lâm sàng nhưng có dạy mắt thôi em. À, ý là cũng có không biết có lịch hay không, mà thấy thông báo đó mà thấy chỉ có lịch điểm danh chứ không có lịch học đó cô. Tiền lâm Có sàng lịch thì học đó, có lịch học đó. Bên à, ta tiền không lâm có mày. sàng thì tiền lâm sàng thì bắt buộc là cô phải dạy ở trên trên ấy thôi, chứ không có. Có một số môn thì người ta dạy nhiều tiết á, ví dụ như một số môn tiền lâm sàng mà nhiều tiết thì người ta sẽ dạy phần lý thuyết trước rồi người ta sẽ hướng dẫn thực tế đi lâm sàng cho mấy em sau. Còn do cô chỉ có hai tiết tiền lâm sàng thôi, mà nếu mà diễn dạy hết cả trên lý thuyết không á thì nó lại không có thực tế á. Cho nên chắc là hai tiết của cô có hai tiết à, thì có chắc cô sẽ dời qua trung tâm y khoa, khi nào mấy em hết dịch thì sẽ chia nhóm ra qua thực hành bên trung tâm y khoa. Năm ngoái thì dạy trên giảng đường thấy nó không có gọi khả thi lắm, cũng không có chất lượng, mấy em học xong mà chưa chắc mấy em nắm được bài đó. Cho nên là chắc là năm nay cô sẽ dạy trên đổi, cô sẽ đổi không dạy trên trên giảng đường nữa, mà cô sẽ dạy tại phòng khám mắt nó hiệu quả hơn, chứ năm ngoái là dạy như đó nó không có hiệu quả. Còn lịch thì năm sau là nhiều thầy cô lắm, cô chỉ dạy có hai tiết mắt thôi, còn nhiều cái khám nội, khám ngoại, khám thần kinh, gần như hầu như tất cả các cơ quan mấy em đều phải học để mà mới biết cách khám trước khi mấy em thực tế đi lâm sàng.
Đó. Rồi bài Vim em có thắc mắc gì không? Chiều nay có học không? Chiều Dạ nay cô có. cũng dạy một lớp nữa, chiều nay cô cũng có Dạ, còn dạy. chiều nay có học tiền lâm sàng ạ. À, thì chắc là có thầy cô khác đó, chứ không phải là cô dạy đâu, bởi vì cô dạy cô xác định chiều nay cô dạy sinh lý bệnh của lớp dược điều dưỡng rồi. Thì thôi mem về mem đọc bài ha. Có gì thắc mắc em phải hỏi liền, có thể gửi qua mail cô sẽ trả lời. Hay là có thắc mắc gì khi khi gặp vấn đề bạn kia là cứ cứ hỏi. Còn nói chung là em còn nhiều cái để em phải thắc mắc lắm, đi thực thực tế lâm sàng như thế này thế kia, em cần cái gì thì em có thể gửi mail hỏi hoặc là các thầy cô trong trong khoa. Rồi thôi chào cả lớp, có 11 giờ rưỡi rồi, mình học mình về đọc bài lại đi. Buổi sau em sẽ học sáng thứ tư tuần sau ha, em sẽ học hai bài, bài rối loạn thân nhiệt và bài sinh lý bệnh có tổng máu, thì em đọc bài trước đi ha. Rồi thôi cô chào cả lớp. À cô ơi, mình vẫn học sách Ừ. Sài Gòn đúng không cô? Sách Sài Gòn em ha. À. Thực ra nó cũng giống nhau em, có một số bạn của mấy năm trước thì có tham khảo sách của Y Hà Nội nữa, mà kêu là sách Y Hà Nội nó có nhiều vấn đề hay hơn á. Em có thể tham khảo cả hai sách. Mấy quyển sách này không vứt đi đâu được, cho nên mình cứ giữ lại thì có thể tham khảo hai sách vẫn được. Dạ, ok. Rất có chờ cho em xin slide cô nghe. Slide thì cô sẽ gửi sau chứ, lần nào cũng phải gửi slide chứ. Nhưng mà ý là mấy anh chị của khóa trước á, là thì bảo là sách Y Hà Nội nó cũng có một số cái hay, cho em mới có thể tham khảo hai sách. Mà bây giờ mình có thể download tài liệu, cô chưa gửi cái phần PDF cho mấy em á, để cô gửi cái bài sách PDF cho mấy em. Cô có cái sách sinh lý bệnh PDF, cô sẽ gửi qua mail cho mấy em tham khảo. Mình có thể download ở trên mạng xuống cũng được ha. Y Hà Nội nó cũng có những cái sách trên trên mạng á, mình có thể download xuống mình đọc. Không thì mấy em đặt mua. Mấy em đọc mua người ta vẫn có thể bán qua mạng, như mấy anh chị thì khóa Y 17. Cô nhớ là nghe mấy bạn nói là đặt mua trên mạng ấy. Mình có thể đặt mua cũng được. Họ để chiều cô gửi cho mấy em cái sách PDF của Y Sài Gòn. Cô có download về rồi. Rồi Dạ thôi dạ. chào cả lớp ha. Dạ, cảm Buổi ơn cô sau nhớ ạ. đọc bài trước đi nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi.